Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 4 tháng 4, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và Đặng Anh Quân tiến sĩ luật, giảng viên trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng phạm thực hiện. Dù là phiên phúc thẩm nhưng an ninh phiên tòa vẫn được siết chặt, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Đặng Anh Quân, Huỳnh Công Tân, Huỳnh Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Đinh Thị Lan, Đặng Thị Hàn Nhi cũng có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Không kháng cáo nên bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Tuy nhiên, đơn này của bà Hằng không được tòa chấp nhận và vẫn bị dẫn giải tới tòa. Theo ghi nhận, khoảng 9 giờ sáng, bà Nguyễn Phương Hằng và các bị cáo được đưa vào phòng xét xử. Bà Hằng bước vào tòa với thần thái vui vẻ, liên tục gật đầu, mỉm cười với luật sư, ôm lấy nhân viên của mình. Tiền tòa bắt đầu vào lúc 9 giờ 10 phút. Hội đồng xét xử thông báo trong vụ án có hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có kháng cáo là bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hàn Ni. Tuy nhiên, chỉ có bà Lan có mặt tại tòa, còn bà Ni có đơn xin xét xử vắng mặt. Do bà Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo nên nếu xét thấy cần thiết, tòa sẽ xét hỏi bà Hằng, từ đó chủ tọa yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bà xuống hàng ghế phía sau ngồi.